23 tháng 5, ông Prigozhin cảnh báo xung đột giữa Moscow và Kiev có thể đẩy nước Nga vào tình trạng hỗn loạn. Ông nói, chúng ta đang ở trong một tình huống rất quan trọng, chúng ta phải thiết quân luật, chúng ta phải công bố các đợt huy động mới, chúng ta phải đưa tất cả những người có khả năng làm việc để tăng sản lượng đạn dược. Nga cần phải sống giống như Triều Tiên trong vài năm, có thể nói là đóng cửa biên giới và làm việc chăm chỉ. Ông Prigozhin cho rằng, lực lượng Ukraine hiện có tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện bài bản và là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới. Ông nói, dựa theo kinh nghiệm của bản thân, tôi biết các quốc gia khác nhau sẽ chiến đấu như thế nào. Hiện nay Wagner là lực lượng tốt nhất thế giới, nhưng tôi tin rằng binh sĩ Ukraine đang là một trong những đội quân mạnh nhất thế giới. Cuộc chiến đã biến quân đội Ukraine trở thành một trong những lực lượng hùng mạnh nhất thế giới và Ukraine là một quốc gia được cả thế giới biết đến. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, họ có 500 xe tăng, nhưng giờ họ có 5.000 chiếc. Một năm trước, họ chỉ có 20.000 chiến binh biết chiến đấu, thì bây giờ họ có 400.000. Chúng ta đã phi quân sự hóa Ukraine như thế nào? Hóa ra chúng ta đang làm ngược lại, chúng ta đã quân sự hóa họ. Có trời mới biết bằng cách nào? Lãnh đạo lực lượng Wagner Evgeny Prigozhin cho biết, 10.000 tù nhân, tức 1/5 số người tập đoàn đã tuyển mộ từ nhà tù Nga, thiệt mạng tại chiến trường Ukraine. Ông nói, tôi đã tuyển mộ 50.000 tù nhân, 20% trong số đó đã tử trận. Ông cho biết thêm, các thành viên ký hợp đồng với Wagner theo cách thông thường cũng chịu tỷ lệ tử vong tương tự, song không nêu con số cụ thể. Lãnh đạo Wagner đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov không đủ năng lực dẫn tới tổn thất quá lớn. Ông còn kêu gọi giới chức quân đội Nga gửi con cái của họ ra mặt trận. Ông nói, hàng chục nghìn người đã chịu nỗi đau mất người thân, mà có lẽ con số đó có thể lên tới hàng trăm nghìn người. Chúng ta không thể né tránh sự thật này. Căng thẳng giữa người đứng đầu lực lượng Wagner và Bộ Quốc phòng Nga bùng phát từ đầu tháng 5. Suốt nhiều tháng, những người lính Wagner đã dẫn đầu cuộc bao vây Bakhmut của Nga ở miền đông Ukraine. Cái giá phải trả là rất lớn về sinh mạng. Nhưng giờ đây, ông Evgeny Prigozhin dường như ngày càng không thể chịu đựng thêm nữa. Trong một đoạn video gây sốc, ông đứng bên cạnh xác của những người lính Wagner ở Bakhmut nói những lời tục tĩu nhắm vào ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cũng như người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu. Khi đó, ông đe dọa sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut nếu không được cung cấp thêm đạn dược. Đối với nhiều nhà quan sát, một rạn nứt lớn dường như đang xuất hiện giữa ông Wagner và Điện Kremlin. Những người khác suy đoán rằng ngày tàn của Prigozhin đang đến gần vì ông đã dám gây thù chuốc oán với toàn bộ giới lãnh đạo quân đội Nga. Nhưng hai ngày sau, ông Prigozhin rút lại lời đe dọa, rút Wagner khỏi Bakhmut, cố gắng cho thấy tình hình đã được giải quyết theo hướng có lợi. Sau đó, trong một video mới, ông tiếp tục chỉ trích một ông già vui vẻ giấu tên, người nghĩ rằng mình hơn người, khiến nhiều người ở Moscow băn khoăn về người mà ông nhắc đến. Sau cùng, toàn bộ màn kịch này trông giống như một nỗ lực tuyệt vọng của Prigozhin nhằm cứu vãn danh tiếng của Wagner, với tư cách là đơn vị duy nhất của Nga có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công, bất chấp những tổn thất thảm khốc ở Bakhmut. Tuy nhiên, quan điểm này không nhắc đến lý do tại sao ông Putin chấp nhận chịu đựng những chiêu trò của ông Prigozhin và vị trí thực sự của Wagner trong bộ máy quân đội và tình báo Nga. Trên thực tế, sự trỗi dậy của Wagner chỉ là bước phát triển gần nhất trong lịch sử lâu dài về sự phụ thuộc của Nga và Liên Xô và các lực lượng không chính thức vốn đã có từ thời Stalin. Hơn nữa, Wagner có một di sản đáng kể ở Ukraine, lần đầu tiên xuất hiện ở nước này trong cuộc chiến của Nga tại Donbass từ 8 năm trước. Đối với ông Putin, Wagner trở thành một phương tiện quan trọng để kiềm chế quân đội, mà từ lâu ông đã coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự lãnh đạo của mình. Trái ngược với những giả định của phương Tây, vai trò nổi bật của Wagner trong cuộc chiến vừa liên quan đến cán cân quyền lực ở Moscow, vừa liên quan đến những gì xảy ra trên chiến trường ở Ukraine. Về lực lượng bí mật của Stalin, để hiểu được sức mạnh tương đối của Prigozhin và Wagner ở Nga, cần phải xem xét cách thức tập đoàn này được nhìn nhận bởi ít nhất là 4 bộ phận khác nhau của nhà nước Nga. Cơ quan tình báo quân sự, được gọi là GRU, quân đội nói chung, các cơ quan an ninh nhà nước, được gọi là FSB, và bản thân ông Putin. GRU đóng vai trò quan trọng trong nguồn gốc của Wagner, và phần lớn lý do nằm ở những cải cách đầy biến động mà tình báo Nga đã trải qua vào cuối những năm 2000, đầu những năm 2010. Dưới thời người tiền nhiệm của ông Shoigu, Anatoly Serdyukov, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2007 đến năm 2012,
Bộ này đã cố gắng giảm vai trò của GRU trong quân đội. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếp quản, ông Shoigu đã thay đổi hướng đi và đưa các nguồn lực mới vào GRU. Kết quả là cơ quan này được bổ sung thêm nhân sự mới. Nhiều người trong số họ được tuyển dụng từ Spetsnaz, lực lượng đặc nhiệm của quân đội, những người vốn do GRU giám sát. Đối với các tướng lĩnh điều hành cơ quan này, việc sử dụng thêm nhân viên Spetsnaz là việc làm có ý nghĩa. Quân đội Nga khi đó đang can dự vào cuộc xung đột ở Syria cũng như ở Crimea và miền đông Ukraine, và GRU đang chuyển trọng tâm sang cái mà họ gọi là tình báo tích cực, tiến hành các hoạt động vũ trang thay vì chỉ đơn thuần khai thác các nguồn tin gián điệp truyền thống. Trong những năm đó, xu hướng dựa vào Spetsnaz đã phát triển bên trong cơ quan. Tướng Vladimir Alexeev, người phụ trách Spetsnaz, được thăng chức làm phó giám đốc thứ nhất của GRU. Chính trong bối cảnh GRU thay đổi các ưu tiên, sự tồn tại của Wagner lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga. Năm 2015, trang tin tức độc lập Fontanka có trụ sở tại Saint Petersburg đưa tin rằng các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân đang hoạt động ở miền đông Ukraine. Fontanka cũng là trang tin đầu tiên báo cáo rằng Prigozhin là người bảo trợ hàng đầu của Wagner, trong khi Dmitry Utkin, người từng là chỉ huy Spetsnaz, phụ trách các hoạt động quân sự của tập đoàn. Trên thực tế, dù không được công bố rõ ràng vào thời điểm đó, một bộ phận mới đã được thành lập bên trong GRU để giám sát hoạt động của các tập đoàn quân sự tư nhân, bao gồm cả Wagner. Vài tháng sau khi sự tồn tại của Wagner được nhắc đến lần đầu tiên, một quan chức GRU đã xác nhận với chúng tôi về sự tồn tại của bộ phận mới này, và cũng không có gì ngạc nhiên khi nhân viên của bộ phận này là các cựu binh Spetsnaz. Đối với GRU, Wagner mang đến khả năng dễ dàng phủ nhận các hoạt động của cơ quan này, vào thời điểm Nga đang công khai phủ nhận việc can dự trực tiếp vào miền đông Ukraine. Nhìn bề ngoài, việc sử dụng các tập đoàn quân sự tư nhân phù hợp với mô hình chiến tranh mới của thế kỷ 21. Chẳng hạn các nhà thầu quân sự đã từng được Mỹ sử dụng ở Iraq, và Wagner có một số điểm tương đồng với Blackwater, nhà thầu quân sự của Mỹ. Nhưng đối với GRU, Wagner cũng là sự tiếp nối của một truyền thống lâu đời hơn có từ thời Liên Xô, khi Điện Kremlin sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để can thiệp vào các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Một quan chức GRU nói vào năm 2017, khi được hỏi tại sao cơ quan này cần một tập đoàn quân sự tư nhân như Wagner, giống như khi quân đội chúng tôi ngụy trang ở Tây Ban Nha trong nội chiến của nước này. Dù chính phủ Liên Xô chưa bao giờ chính thức xác nhận sự can thiệp của mình, rõ ràng là Stalin đã cử các cố vấn quân sự đến hỗ trợ lực lượng Cộng Hòa ở Tây Ban Nha trong thập niên 1930. Tất cả những người lính Liên Xô đến nước này đều được đặt những cái tên giả nghe giống tiếng Tây Ban Nha. Một trong những cố vấn này là vị sĩ quan Liên Xô huyền thoại Haji Mamsurov, người được biết đến ở Tây Ban Nha với tên Đại tá Santi, và có lẽ là một trong những hình mẫu cho nhân vật Robert Jordan trong tiểu thuyết Chuông Nguyện Hồn Ai của Ernest Hemingway. Năm 2015, một thị trấn gần Madrid của Tây Ban Nha đã khánh thành tượng đài Đại tá Santi trong buổi lễ có sự tham gia của con cháu Mamsurov và các quan chức chính phủ Nga. Các quan chức quân đội Liên Xô và Nga đã từ lâu coi nội chiến Tây Ban Nha là một cuộc chiến vì chính nghĩa. Những người lính Liên Xô đã đứng về phía chính nghĩa và không thể phủ nhận cuộc chiến này là chiến tranh chống phát xít, vì phe Cộng Hòa đã đối đầu với lực lượng quốc gia của tướng Francisco Franco, đồng minh với Mussolini và Hitler. Trong lịch sử chính thức của Nga, sự can thiệp của Liên Xô và Tây Ban Nha được coi là nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến huyền thoại của Nga chống lại Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với GRU, kinh nghiệm của lính Nga trong nội chiến Tây Ban Nha đã trở thành một cách giải thích cho việc họ sử dụng lực lượng Wagner ở Ukraine khi Điện Kremlin khẳng định một lần nữa họ đang chiến đấu chống phát xít, và Wagner thậm chí còn có đại tá Santi của riêng mình. Giống như sĩ quan Liên Xô nổi tiếng Dmitry Utkin đã sử dụng bí danh thời chiến Wagner, và những chiến công của ông bao gồm chỉ đạo lính đánh thuê Nga khi hoạt động ở Syria. Cuộc chơi của các vị tướng. Tuy nhiên, một câu hỏi phức tạp hơn nhiều là mức độ hỗ trợ của Wagner trong quân đội và FSB trong những năm kể từ khi xuất hiện vào năm 2015, và đặc biệt là kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến hiện tại ở Ukraine. Đặc điểm của các chiến dịch quân sự của Wagner đã thay đổi đáng kể. Họ bắt đầu như một lực lượng lính đánh thuê ủy nhiệm bí mật, dễ phủ nhận, dần dần phát triển thành một đơn vị quân đội lớn với các chiến dịch ở nhiều quốc gia, sở hữu lực lượng pháo binh và không quân của riêng mình, và cuối cùng dựng những biển quảng cáo tuyển quân khổng lồ trên đường phố Nga
sản xuất những bộ phim riêng để tôn vinh lực lượng của họ và có hẳn một tòa tháp lớn sáng bóng ở Saint Petersburg làm trụ sở tập đoàn. Wagner cũng được biết đến là lực lượng cực kỳ cứng rắn, có công khai về việc giết chết bọn phản bội. Trong lúc Prigozhin ngày càng mạnh dạn chỉ trích giới lãnh đạo quân đội, nhiều nhà quan sát đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông ta có thể tiếp tục thêm bao lâu. Hiện tại, GRU vẫn duy trì sự ủng hộ dành cho Wagner, theo lời các quan chức mà chúng tôi đã phỏng vấn trong lực lượng Spetsnaz của cơ quan này. GRU dường như tin rằng Wagner vẫn hữu ích, nhưng sự hậu thuẫn của GRU không mang lại nhiều bảo đảm cho Prigozhin. Trong nhiệm kỳ của ông Putin đã có những thời điểm đáng chú ý khi sự hỗ trợ của GRU không có tác dụng gì nhiều. Ví dụ trong những năm đầu của thế kỷ, GRU và lực lượng Spetsnaz đã giám sát một tiểu đoàn quân sự ủy nhiệm ở Chechnya có tên là Vostok, đứng đầu bởi Ruslan Yamadayev, một nhân vật quyền lực ở Chechnya. Vostok là một lực lượng hoạt động hiệu quả và Yamadayev luôn trung thành với GRU. Nhưng điều này là không đủ để bảo vệ ông khi Vostok có xung đột với Ramzan Kadyrov, tổng thống Chechnya. Tháng 9 năm 2008, Yamadayev bị ám sát trong một vụ xả súng khi đang ngồi trong chiếc Mercedes của mình ở một cột đèn giao thông chỉ cách Nhà Trắng của Moscow, tức là trụ sở của chính phủ Nga vài trăm mét. Nhiều người tin rằng vụ ám sát này là theo lệnh của Kadyrov. Hiện tại ông Prigozhin vẫn giữ được sự ủng hộ trong quân đội, bất chấp những lời chỉ trích gay gắt của ông đối với Bộ Quốc phòng. Kể từ tháng 9 năm 2022, khi Nga mất phần lớn lãnh thổ sau cuộc phản công của Ukraine, Prigozhin đã công khai chỉ trích hệ thống chỉ huy quân sự của Nga. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, kể cả các phóng viên chiến trường theo chân các đơn vị quân đội, đã được lệnh giúp quảng bá Wagner và các chiến dịch của tập đoàn này ở Ukraine. Do đó, các tờ báo thân điện Kremlin vẫn tiếp tục đăng các bài phỏng vấn sĩ quan Wagner để ca ngợi tinh thần chiến đấu của họ. Ngay lúc này, mức độ ủng hộ Wagner trên các phương tiện truyền thông của Nga vẫn chưa giảm bớt. Hơn nữa, bản thân quân đội Nga dường như vẫn tiếp tục hỗ trợ Wagner. Theo ông Prigozhin, sau khi ông phát hành video ở Bakhmut, giới lãnh đạo quân sự đã giao cho tướng Sergei Surovikin, cựu chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine và là một trong những vị tướng được kính trọng nhất của Nga, giám sát việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho Wagner. Prigozhin có một lợi thế là ngoài ông ra, Wagner vẫn vô danh và giới lãnh đạo quân sự Nga vẫn không coi họ là đối thủ cạnh tranh. Dù Prigozhin không ngừng quảng cáo rằng các chiến binh của mình là lực lượng chiến đấu có năng lực nhất trong các lực lượng vũ trang Nga, ông cũng đã nỗ lực giữ cho các sĩ quan và chỉ huy chiến trường của mình ẩn danh. Không có cái tên nào thuộc Wagner, kể cả tên của Utkin, là quen thuộc với người dân Nga. Và khi những người lính và sĩ quan của tập đoàn được các phóng viên chiến trường phỏng vấn, họ vẫn ẩn danh. Sự khoan dung của giới lãnh đạo quân sự đối với Wagner rất quan trọng, nhưng nó có thể bị rút lại ngay khi bị quân đội hoặc Điện Kremlin thấy họ nên làm như vậy. Quan trọng không kém đối với Wagner là lập trường của FSB, cơ quan tình báo chính của Nga. Sau những sai lầm ban đầu khi chiến tranh nổ ra, FSB gần đây đã lấy lại được chỗ đứng và ảnh hưởng của mình trong chính phủ. Ở chính nước Nga, FSB đang ngày càng mạnh tay trong việc trấn áp bất kỳ dấu hiệu bất đồng chính kiến nào. Nhưng cơ quan này cũng hoạt động rất tích cực ở Ukraine, đặc biệt là Cục Phản gián Quốc phòng, đơn vị giám sát quân đội, và được giao nhiệm vụ trấn áp mọi hình thức kháng cự ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Wagner với tư cách là một đơn vị quân đội thuộc trách nhiệm của đơn vị FSB này, và điều đó có lẽ khiến ông Prigozhin không thấy thoải mái. Nhân tố quan trọng nhất giúp ông Prigozhin tiếp tục đứng vững ở Ukraine chính là ông Putin. Thật vậy, những lời chỉ trích liên tục của ông Prigozhin nhắm vào hai nhà lãnh đạo hàng đầu của quân đội Nga nghe vô lý đến mức chỉ có sự hỗ trợ cá nhân của ông Putin mới có thể giải thích tại sao nhà lãnh đạo Wagner vẫn tiếp tục giữ một vai trò trong cuộc chiến. Nhưng tại sao ông Prigozhin lại có giá trị đối với ông Putin? Lời giải thích nằm ở mối quan hệ phức tạp của ông Putin với quân đội Nga. Trong những năm đầu cầm quyền, một trong những thách thức lớn nhất của ông Putin là kiểm soát quân đội. Là một trong những đội quân lớn nhất thế giới ở một đất nước rộng lớn, nơi mọi thứ đều được thực hiện nội bộ, quân đội Nga có truyền thống bảo đảm rằng thế giới bên ngoài biết càng ít về các chiến dịch của họ càng tốt. Điều đó có nghĩa là các hình thức giám sát thông thường của chính phủ và của công chúng, dù là thông qua quốc hội, cơ quan hành pháp hay phương tiện truyền thông, đơn giản là không tồn tại ở Nga. Trong thập niên cầm quyền đầu tiên, ông Putin đã tìm cách siết chặt quyền kiểm soát quân đội bằng cách bổ nhiệm cựu tướng KGB, đồng thời là người bạn thân tín của ông, Sergei Ivanov, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
nhưng ông Putin đã buộc phải thay thế ông vào năm 2007 khi rõ ràng là những nỗ lực của Ivanov nhằm tiến hành một cuộc cải cách quân đội đã thất bại. Sau đó, với Shoigu, một người ngoài quân đội khác, Putin lại cố gắng tìm kiếm nhiều đòn bẩy hơn. Giờ đây, sau hơn một năm chiến tranh ở Ukraine, có rất ít bằng chứng cho thấy ông Putin đã thành công với ông Shoigu hơn là với Ivanov. Hơn nữa, ông Putin hiểu rằng trong thời chiến, quân đội có xu hướng giành được quyền lực nhiều hơn trong nước. Ông biết rõ, nếu cuộc chiến càng kéo dài, quyền lực của quân đội sẽ càng lớn hơn và ông sẽ càng khó kiểm soát tình hình hơn. Và vì ông có xu hướng nhìn thế giới qua lăng kính của các mối đe dọa, nên sức mạnh tương đối của quân đội là điều khiến ông cân nhắc. Trong trường mực nào đó, thậm chí còn lo lắng hơn cả hiệu quả của quân đội trên chiến trường. Kết quả là ông Putin đã sử dụng các phương pháp ngày càng không chính thống để kiềm chế các tướng lĩnh. Chẳng hạn bắt đầu từ mùa thu năm 2022, ông khuyến khích các phóng viên chiến trường công khai các vấn đề trong quân đội. Quan trọng hơn cả là vai trò của Wagner như một lực lượng đối trọng với quân đội. Đối với ông Prigozhin, bất chấp thương vong cao bất thường mà những người lính của ông phải gánh chịu, đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Ông nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ trở thành mối đe dọa chính trị đối với ông Putin, vì ông không có sự hậu thuẫn nào khác trong giới cầm quyền Nga ngoài sự bảo trợ của chính ông Putin. Và ông Putin đã đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ vẫn như vậy. Với địa vị đặc biệt của mình, được quản lý lỏng lẻo bởi GRU, được quân đội khoan dung và được ông Putin bảo vệ, ông Prigozhin hy vọng sẽ giữ được vị trí độc tôn của mình trong chính quyền. Trong tình huống đó, ngay cả những phát ngôn bột phát của ông Prigozhin thực chất có thể là một phần trong kế hoạch. Ông ta càng hành động như dân showbiz càng tốt. Đây là một mẫu hình quen thuộc trong lịch sử Nga. Vào thế kỷ 18, Sa Hoàng Peter Đại Đế đã phong cho Alexander Menshikov, một tên hề của ông, làm công tước quyền lực nhất đất nước vì lý do tương tự. Menshikov, với xuất thân khiêm tốn, không có địa vị trong giới quý tộc Nga, nhưng lại rất cứng rắn, mạnh mẽ và hết sức trung thành với Sa Hoàng, người vẫn có thói quen dùng gậy để đánh Menshikov. Điều mà ông Prigozhin dường như không hiểu là nước Nga của ông Putin không phải là nước Nga của Peter Đại Đế. Nhiều thành phần của xã hội Nga, đặc biệt là bộ máy hành chính của đất nước, đang theo dõi hành động của ông chủ Wagner. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.